Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của Đội Mèo. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một thử thách khá là đặc biệt và cũng gọi là hơi bẩn luôn. Đó là ăn mì trong hố xí dỗ hai anh em ạ. Cái hố xí này là hố xí ngày xưa tắm vãi, của mình nắng cái mùi nó bốc lên thối vãi. Thối vãi. Pha mì ăn nhá. Chú có dám ăn không? Bịt mũi rồi ăn á. Rồi nhá. Thối vãi. Thối vãi. Tụt vẽ rồi. Kinh vãi. Thối vãi rồi. Vậy? Thôi, nó nắng nó bốc lên. Ăn mì trong hố xí. Cách khá là bảo hiểm. Kinh tỏ. Động chất gọi là sinh tồn đấy. Sinh tồn trong hố xí. Vừa ăn thằng ấy pha, tao đéo pha cho mày đâu. Nhóc kèo. Thấy dậy vừa ngồi vừa ăn à? Vừa ngồi vừa ăn cho máu. Đây cái này cái lỗ này là lỗ gì? Lỗ này là mình ngồi này mình tỉa thì cứt nó toạt xuống. Lỗ này là lỗ cắt nhỏ. Cứt đến mày chui ra được. Em cứ cứt. Đây là... Đâu? Nhà ăn không mới thoát anh ạ. Lỗ thoát hiểm cũng cứt là phải ở đây. Đây anh em mình có làm chuyến xuống cái thoát hiểm luôn. Ở đây á? Ừ. Vừa ngày chịu kịp. Đi đến giấy gì? Đi chửi đít. Đi chửi đít. Nhưng mà thôi, nước là nước kinh tỏm. Kết vãi. À, tình trạng này là ăn xong là ị ở đây đâu. Vừa ăn vừa ỉa luôn rồi. Vừa ăn vừa ỉa luôn rồi. Giờ là chỉ đợi mì tôm chín xong rồi ăn xong là nó hình thành ra một cái món mới. Cắt một chanh thả nó lắng nó bốc cái mùi lên thối vãi. Thả nó lắng nó bốc cái mùi lên thối vãi. Bạn ngồi bạn nào thối bạn nào. Mẹ đi. Về đây quay luôn không? Về đây ai quay được để ăn đây. Sao mày vắt chanh vào bát tao? Nó thơm. Quên không cầm cút rượu sang nhỉ? Cầm cút rượu sang thì ngon. Xin cầm cút rượu gì? Nước mày đun từ bao giờ đấy? Quên. Rượu chín. Để tí rồi nóng vãi. Tầm 2 phút mới chín. Thối đen. Thối vãi. Mùi thối này là cái dưới này đấy. Sao anh ăn nhỉ? Hay là mùi mạnh. Quá. Ô mì tôm nó một mì tôm nó át mùi đi nhỉ? Át mùi đi một tí rồi nhưng mà vẫn thối rồi. Ok. Mùi mà này bắt tay rồi nhá. Rồi rồi. Bắt tay rồi. Bắt đầu bạn mới bắt thôi. Thôi bắt tìm tí nữa rồi chua. Ăn chua nó mới ngon. Cắm đi. Mới ăn á. Tí nhá. Từ từ lại đi. Đi con mỡ rồi. Thì chú mẹ ăn ăn cái. Đây đồ ăn này cho nó giàu chất canxi. Ăn thật luôn. Ngon không? Mặn lắm. Cái mỡ này mặn. Nóng không? Nóng lắm. Thế nhưng mà nó... Cái mùi mì tôm ấy, cái mùi cướp đấy, nó thối vãi. Đây là một thử thách vô cùng mạo hiểm của Đội Mèo anh em ạ. Rất là ghê. Ăn đi. Ăn đi. Ui đội. Cái thứ ăn bạn phát hiện đây có cái bao gì này? Bọc cướp đấy. Bọc cướp đấy. Ghê người. Đéo đọc vào được, thối lắm. Ăn gần bao cứt ghê vãi. Cảm giác ăn trong hơi dí thế nào? Tất nhiên là nó kinh tởm hơn mà. Vậy nó cứt vãi. Cái mỡ nó bám cứt rồi. Ghê vãi. Tởm vãi. Cái mùi mì tôm nó quẹn với cái mùi cứt ăn nó cứ... Nó hôi phối kiểu áo gì đấy. Thì ăn mì tôm trong hố xí mà. Cái này giống cái mùi cất mèo của 8 năm. Cái mùi cất mèo của 8 năm. Chú này là đang mùi cất mèo của 8 năm rồi. Anh chỉ biết là cất chóa ba lặng. Cất chóa ba lặng. Cất chóa ba lặng. Cất mèo của 8 năm. Cất mèo chưa chơi bao giờ. Đồn. Anh ơi, đồn mèo ghê. Tao ngó cứt anh ạ. Đừng đây không biết cất to vãi. Đừng đây không biết cất to vãi. Đây là cái hố, đây là hố gì? Lỗ là lỗ. Hố xí gió. Giờ thì đây là đang ở quê anh em ạ. Chứ thực ra là ở thành phố là họ sẽ không dùng cái này nữa. Ở quê chúng tôi mới dùng cái này thôi. Nhưng mà rất ghê, thối vãi.
Rồi bé bạn đi kiểu không thế này nhá. Lúc buổi tối á, đó có người ở dưới này phó ra móc đít rồi. Móc đít rồi. Ghê vậy. Anh này có một tính ngoan nhỉ. Anh này có một tính ngoan nhỉ. Cái gì vậy? Chị sợ ma. Chị sợ ma. Bắt một người đưa đi nữa. Toàn bắt cố bắt đưa. Ui dồi ôi, sau lưng độ lắm mũi vậy? Go ve kinh. Thấy mũi nó không mũi nó. Nhặng kìa. Có nhặng cái trên tường kìa. Luôn con nhặng. Anh em lại ngồi cạnh cái bao cứt. Tao đúng không ngồi cạnh bao cứt kìa. Cái này cũng mới. Giờ mùi mì, mùi cứt này. Giờ không đến à? Giờ con mùi mì hay mùi cứt ở đây này. Cái đưa cái miếng mì vào mồm mình cứ ngửi cái mùi cứt từ đấy đưa cứt vào mồm ăn. Đưa cứt vào mồm ăn. Ghê lắm. Sinh tồn trong oxy cùng độ mèo. Quan thế. Chưa giờ ăn mì quan thế. À, nhiều người cứ hỏi Facebook của Độ là gì? Thì Độ Facebook của Độ là gì? Facebook của mình là Lê Đình Độ. Không giấu. Còn có một group khác nhưng mà nó quá giấu nhưng mình không dùng nữa rồi. Nó là không giấu nữa. Cái kênh của mình sắp được 10.000 sắp rồi, anh em ủng hộ mình lên 10.000 sắp anh em nhá. Mình sẽ được là cái thử thách ăn mì trong hố khí này. Mày chân đấy nhỉ? Mày chân đâu? Ui dì, ngồi bà tướng ghê. Ui ngồi bà tướng ghê lắm đi ạ, toàn phân thôi. Cốc này đi, cốc vào quần ai ta cho mày. Mày chân lắm. Anh em như tên là đi. Thật sự là nó tên là Phọc Câu. Phọc Câu hả? À. Anh nghĩ Phọc Câu nó dính cứt rồi. Đi có dính cứt không? Đi có dính cứt. Thế sợ gì? Nóng nhỉ? Trong đi nóng nó. Thời tiết bên ngoài nóng. Chết rồi. Quật nó vào cứt rồi. Rơi đũa rồi. Ăn đầu ngược này. Rồi nghe ăn cứt rồi. Đèn vãi. Ăn rồi quá vãi. Ngoan. Ngoan. Nhưng mà nước tẩm. Nó xong làm cái vẹt lên kinh của mấy ăn rồi. Lần sau nào nó chữa thích ăn cứt đi. Nói cứt ạ. Nhớ nhá, đồ mèo anh em ạ. Đồ mèo ví dụ mà yên, nói đùa cho vui thôi chứ cứt bố ai mà ăn được. Nói đùa cho vui thôi chứ cứt bố ai mà ăn được. Mấy ông cứ bảo ăn cứt ai mà ăn cứt. Bên 20k sắp, dám ăn cứt không? Không ăn cứt đâu. Cứ ăn cứt à? Ăn như này nó thấy thối rồi, ăn cứt thối hơn. Cứt chó chắc ăn được. Chó chắc ăn được. Chó chú ăn được. Ok. Thật sự là cái mùa lắng anh em ạ, nó bốc lên đấy thì cảm thấy rất là phối và lỏng lực nữa. Lỏng lực phối lắm. Độ biết ở bên dưới độ có những cái gì không? Sai. Còn rất nhiều thứ nữa. Thứ nhất là giòi này, vi khuẩn này, ký sinh trùng này. Vậy sao đang ăn thế? Chú đang ăn trên hố xí đấy. Nhiều anh em bảo là ở trong hố xí đấy ăn thì nó rất bình thường thôi, nhưng mà thực sự nếu mà cảm nhận ăn như này mình ngồi gần mình cảm thấy rất là ghê nữa. Cái hố xí mà ấy nó là cái hố xí ấy, hố xí tự hoại thì nó sạch thì mình ngủ rồi đấy, ngủ được tốt. Cái hố xí đua ăn muối của mẹ ăn được đấy. Bất bình không là bằng cứt. Ôi giời, ăn cái bánh nhiều thế thì sợ vãi. Không biết nữa rồi. Sợ quần sắp hết mấy a bát rồi. Mỗi lần ngó ngay phát mà. Lại cái thêm một rác nó tóm tóm. Có một viên cứt đi ra. Bối quá. Thật vậy. Cứt nó bóp lại khối nha. Đồ ăn sắp hết đấy nhỉ? Thấy hổ ạ. Ăn thi không? Thằng ăn thi trước tí cho mình. Nhá, ăn hết cho mình nhá. Đó. Được. Ăn hết tí cho mình luôn. Người ta cho mình ăn 20 người. Chết mẹ rồi.
trứng vào đâu. Trứng mũi rồi anh, cái non non mũi rồi anh. Đấy, lại bắt được một miếng mì đi. Này khôn. Kinh quá, tôi sắp hết rồi. Kinh quá. Ui rồi, uống cái nước nó nóng. Từ cố gắng nóng dạ dày. Ăn hết chưa? Hết rồi. Hết rồi. Thối vãi. Thối thật. Nếu mà Độ có dám nào có rách ngủ 24 giờ đây. 24 giờ ngủ trong cái hố xí do này. Anh em nào mà đạt ra tôi cái thử thách là ngủ 24 giờ trong đây tôi sẽ làm luôn, thực hiện luôn. Hố xí thời cổ đại. Bởi vì ăn trong đây tôi còn ăn được bếp cứt. Đến ra tôi không ngủ được bếp cứt đây sao? Đến ra tôi không ngủ được bếp cứt đây sao? Chết. Ấn mẹ đầu những lỗ gì đó. Thì anh em nào thấy video này hay thì ủng hộ tôi. Còn nếu anh em nào mà muốn tôi ngủ trong đây thì tôi sẽ ngủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi. Chào tất cả các bạn, bye bye.